Thưa quý vị, dịp Tết Nguyên đán là một thời gian đặc biệt để cùng nhau vui chơi, tận hưởng không khí những ngày đầu năm mới. Ngoài những địa điểm vui chơi truyền thống, dịp Tết Quý Mão 2023 như Đường Hoa Nguyễn Huệ, Hội Hoa Xuân, Tao Đàn, Cầu Ánh Sao với những ánh đèn lung linh huyền ảo, thì đi uống cà phê sân thượng và ngắm máy bay đang thu hút giới trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đầu xuân. Ngã tư Nguyễn Oanh và Phan Văn Trị những ngày đầu năm 2023, người đi đường thường xuyên được cận cảnh hình ảnh máy bay hạ độ cao vụt ngang qua mái nhà. Tiếng ồn động cơ có lẽ đã gây không ít khó khăn cho người dân sống quanh khu vực phường 10, quận Gò Vấp, nhưng lại trở thành điều thú vị cho du khách từ những nơi khác đến đây. Phía sau lưng tôi đó là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Vào những ngày đầu năm mới Quý Mão 2023, tần suất của các chuyến bay trở nên dày đặc. Tính trung bình cứ khoảng 2 phút rưỡi, sân bay này đón và tiễn tất cả các loại máy bay của những hãng hàng không khác nhau. Nơi tôi đang đứng đây đó là một cái quán cà phê trên đường Quang Trung, phường 10, quận Gò Vấp. Đứng ở vị trí này, các bạn có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất một cách dễ dàng. Tại đây, ban ngày thường nắng nóng nên buổi chiều tà và đêm là thời điểm lý tưởng để check-in săn hình với những con chim sắt. Từ nóc nhà tầng 5, du khách dễ dàng ngắm nhìn những loại máy bay hối hả lên xuống. Vị trí quán có khoảng cách an toàn với sân bay, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Ngồi trên này nó rất là yên tĩnh, với lại gió nó cũng khá là mát. Khi mà mình tới đây buổi tối thì cảm giác thấy cái đường băng nó nhìn rất là đẹp. Cái điều ấn tượng nhất là lần đầu tiên được thấy cận cảnh chiếc máy bay nó rất là to và cái đường sân bay của nó rất là nhiều đèn luôn. Thì nơi này nó rất là chill và chúng ta thấy được máy bay như thế này nó cảm thấy là rất là giải tỏa sau một ngày làm việc mệt mỏi. Năm mới thì em chúc khỏe mạnh, may mắn và thành công đến với mọi người. Trong những ngày Tết, nơi đây đã trở thành điểm hẹn hò quen thuộc để gác lại những hối hả, bộn bề của công việc và cuộc sống của nhiều người. Và hơn nữa, còn là nơi gieo mầm ước mơ trở thành phi công chinh phục bầu trời cho nhiều bạn trẻ. Thưa quý vị, Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế năng động mới nổi và là trung tâm phát triển cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo thống kê của Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2022 đã có những bước phát triển mới, thể hiện qua nhiều số liệu tích cực. Mức đầu tư trung bình vào một startup Việt rơi vào khoảng 1,15 triệu đô la Mỹ với giai đoạn đầu và đạt giá trị 9,5 triệu đô la Mỹ ở giai đoạn trung và cuối. Máy bay không người lái Make in Việt Nam là hành trình đầu tiên cho giấc mơ cơ giới hóa, hiện đại hóa nền nông nghiệp Việt Nam của doanh nghiệp khởi nghiệp này. Từ bay thăm đồng và phun thuốc, thiết bị bay ứng dụng AI đang ứng dụng tại nhiều lĩnh vực khác nhau. Vì chúng tôi làm ở 4 lĩnh vực. Thứ nhất là về lĩnh vực là cho các một số cái rừng trồng, một số cái tổ công ty lâm nghiệp, thế là mình đếm cây rừng và đánh giá cái trữ lượng gỗ của rừng trồng. Và thứ hai là mảng về hạ tầng, chúng tôi khảo sát lên cái bản đồ 3D, các bản đồ số cho các công trình xây dựng. Báo cáo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở Việt Nam năm 2002 của Bamboo Up cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp Việt đang bước vào giai đoạn bùng nổ từ cuối năm 2019, đầu năm 2020 đến nay. Điều này được thể hiện qua số lượng thương vụ cũng như số vốn được các nhà đầu tư, các quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước đổ vào các start-up trong nước. Trong đó, kỷ lục là năm 2021 với tổng cộng 165 thương vụ và tổng vốn đầu tư lên đến 1,4 tỷ đô la Mỹ. Nhà đầu tư lớn, kể cả các cái quỹ đầu tư lớn có thể thảo luận để tiếp tục đề xuất với các bộ ngành về hoàn thiện thể chế, thì trong đó có cả cái thể chế về thành lập quỹ, các quy định hoạt động quỹ và các quy định đầu tư để làm sao chúng ta chuyển dịch cái vốn cụ thể hóa thành các cái dự án, các cái khoản đầu tư ở Việt Nam nhanh nhất. Gọi vốn thành công mới chỉ là điểm khởi đầu cho một startup để tăng độ uy tín và tin cậy của cộng đồng quốc tế về hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam. Việc cần làm tiếp theo là duy trì hiệu quả hoạt động của startup sau khi nhận vốn. Còn nhiệm vụ của các cơ quan nhà nước là phải thích ứng kịp thời và luôn có phương án để hỗ trợ, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển. Cần phải có một cái khung pháp lý rõ ràng trong cái việc mà thực hiện thí điểm cơ chế chính sách cho phát triển các cái loại hình doanh nghiệp mà mang tính khởi nghiệp hay là những loại hình doanh nghiệp mang tính khởi nguồn mà gắn với lại các viện nghiên cứu và các trường.
thì cái này là rất quan trọng, từ đó nó thúc đẩy cho cái việc mà chúng ta có thể hình thành được rất nhiều các doanh nghiệp khởi nghiệp. Cơ hội từ tam giác vàng khó có thể tái tạo ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, và sức mạnh của bộ ba Singapore, Indonesia, Việt Nam sẽ khiến Đông Nam Á trở thành thỏi nam châm thu hút dòng vốn đầu tư toàn cầu. Dự kiến tổng giá trị đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam trong 3 năm 2023-2025 sẽ đạt 5 tỷ đô la Mỹ. Trong những ngày Tết Nguyên đán, được đoàn tụ bên gia đình có lẽ là điều mà ai cũng mong muốn. Tuy nhiên đã có không ít người lao động vì nhiều lý do đã ở lại thành phố Hồ Chí Minh đón Tết. Song, họ cũng đã ấm lòng vì nhiều hoạt động chăm lo của ngành chức năng thành phố. Đây cũng là cách mà thành phố Hồ Chí Minh giữ chân lao động để ổn định sản xuất sau Tết. Mùng 2 Tết, khu lưu trú số 26, phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh trở nên rộn rã hơn khi đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố, Liên đoàn quận đã đến thăm hỏi, động viên và trao những phần quà cho 45 gia đình công nhân thuê trọ không có điều kiện về quê đón Tết. Tới nhiều, rất là nhiều, năm nào cũng tới hết trơn á. Dạ. Năm nào cũng tổ chức cho công nhân ăn Tết và phát quà. Nó có được những cái ngày đầu xuân như thế này thì trong một năm chắc là nó sẽ vui vẻ và nó thoải mái, coi như là anh em sẽ phấn khởi hơn, năm mới tiếp tục cái đà này nó tốt hơn. Với phương châm Tết đến với mọi đoàn viên, người lao động, trong những ngày mùng 3, mùng 4 Tết Quý Mão, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đi thăm và tặng quà các khu nhà trọ có đông lao động ly hương ở quận Bình Tân, Tân Bình và Gò Vấp. Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố triển khai chương trình Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố cho 4.400 hộ gia đình công nhân lao động tiêu biểu du xuân tại khu du lịch văn hóa Đầm Sen. Những ngày mùa xuân ở lại thành phố Hồ Chí Minh thì đối với họ là họ vẫn có nơi đến và nghĩa tình của thành phố cũng vẫn quan tâm và giúp cho của tinh thần họ tốt hơn. Ở tại thành phố này họ cũng giống như là ở nhà. Bên cạnh đó thì liên đoàn còn tổ chức cho các gia đình công nhân ở lại thành phố đến tại khu du lịch văn hóa Đầm Sen để cả gia đình cùng vui xuân. Được biết, tổng giá trị chăm lo trong chương trình gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố là hơn 2 tỷ đồng. Những món quà xuân không chỉ giúp người lao động sang quê đón một cái Tết trọn vẹn hơn, mà còn thể hiện nghĩa tình của thành phố Hồ Chí Minh để người lao động gắn bó và xây dựng quê hương thứ hai ngày càng phát triển.